Xin chào tất cả các bác, hôm nay Thiên Hà sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bác một combo karaoke rất là xịn ở mức chất lượng cao với một cái giá thành cả bộ tổng thể là khoảng 165 triệu và đang được Thiên Hà để một cái mức giá là 125 triệu. Chúng ta sẽ cùng xem những cái thành phần trong bộ hệ thống này. Đây là một hệ thống ca hát theo phong cách chuyên nghiệp, vì vậy nó sẽ sử dụng các cái thiết bị theo cái dòng gọi là biểu diễn sân khấu professional. Nó khác với những cái dòng phổ thông. Những cái dòng Pro này, cái đặc điểm mà quan trọng nhất là nó có khả năng chịu đựng được cái mức cường độ âm thanh, cái mức công suất rất là lớn. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng nó để ca hát với âm lượng lớn hơn, hát đã hơn, lớn hơn, rồi chúng ta có thể phục vụ cho không gian rộng này, rồi chúng ta có thể bật cả những cái thể loại nhạc rất là mạnh trong thời gian dài mà không bao giờ gặp vấn đề gì. Chủ đạo chúng ta sẽ sử dụng một cái đôi loa. Đây là loa của cái thương hiệu là One For Dance Pro. Thì cái thương hiệu này là một thương hiệu có xuất thân từ nước Anh. Và thương hiệu này thì đã rất là lâu năm rồi, khoảng năm 1932 nếu như Sơn nhớ không nhầm. Và họ làm rất là nhiều loa dành cho lĩnh vực là home audio phổ thông. Nhưng mà họ còn làm cả một cái dòng sản phẩm họ phát triển rất nhiều năm rồi, là cái dòng One For Dance Pro. Thì đây là cái cặp nó có tên là One For Dance Pro Anglo 12, một trong những cặp loa rất là cao cấp của hãng này. Thì cái chủ đạo là chúng ta sẽ luôn có được một cái loa trầm có cái đường kính rất là lớn. Đường kính đây là lên tới là 30cm. Và một cái tweeter sẽ đặt theo trong là một cái ống họng kèn để tạo ra một cái góc tỏa âm lớn. Thì cái chủ đạo ở đây là họ sử dụng là hai loại nam châm khác nhau dành cho hai củ loa. Là cụ thể là họ sẽ sử dụng cái củ ferrite dành riêng cho củ loa trầm, và họ sử dụng cái củ là neodymium để dành riêng cho loa tweeter. Và nếu nói về cái sự chịu đựng của loa này trước cái mức công suất cũng như là cái sự ca hát thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, vì cái loa này nó thuộc loại loa rất là trâu. Nó có thể đáp ứng về mặt công suất của nó là 400W và peak power của nó là lên tới đỉnh là 1600W. Ngoài ra có một cái thông số đó là cường độ âm thanh tối đa, thì nó có thể dao động mức liên tục cao nhất là khoảng 129 dB. Đây là một cái mức âm thanh rất lớn. Tóm lại là một cái mức 129 dB là tai chúng ta không thể nghe được, là nghe đã thấy nhức nhối rồi. Vì vậy chúng ta có thể bật được âm lượng rất là lớn mà tiếng nó không bị rè, nó không bị vỡ. Đó là chính là đôi loa chính của chúng ta. Và để cung cấp tiếng trầm thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng thêm một cái subwoofer. Nếu như các bác không sử dụng subwoofer thì tiếng nó sẽ không được đầy đặn, và nhất là nghe nhạc mạnh thì không có cái tiếng trầm lên nó không đã. Chúng ta sẽ sử dụng thêm cái cục trầm này. Cái đây là một cái cục trầm đến từ thương hiệu Tannoy, cũng là một thương hiệu của Anh Quốc. Cái cục trầm này nó có tên mã là VSX118B. Cái đặc điểm mà Sơn yêu thích ở cái cục trầm này đó là một cục trầm nó rất là mạnh. Đây là một cục sắp hơi, tức là chúng ta cần phải có một cái âm ly công suất để đánh riêng cho cục này. Cục này nó có thể chịu đựng được công suất liên tục lên tới là 1000W, và công suất tối đa nó chịu đựng được trong một khoảng thời gian ngắn là 4000W. Và cái mức decibel, tức là cái mức cường độ âm thanh tối đa mà chúng ta có thể đo được ở khoảng cách 1 mét của loa này, nó có thể lên tới là 129 đến 135 decibel. Đây là một cái mức trầm cực kỳ lớn, tức là chúng ta có thể bật nhạc mạnh, bật lớn mà cái loa này nó không xi nhê gì, không phọc tiếng, không cháy, đấy, không ù, vì đây là sắp hơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái hệ thống âm ly công suất, hay còn gọi là cục đẩy, để đánh riêng cho những cái thành phần loa và cục siêu trầm. Thì ở đây với cục siêu trầm chúng ta sẽ sử dụng âm ly AP Audio. Đây là một cái âm ly có công suất rất là lớn, nó là 1000W nhân 2 kênh, thì nó vừa khít, nó đẹp luôn cho cái con Tannoy VSX118B. Mức công suất này thì rất là thoải mái. Ngoài ra để đánh riêng cho cái cặp loa chính để hát, chúng ta sẽ sử dụng một cái âm ly riêng. Thì đây là âm ly của hãng One For Dance Pro. Đã là âm ly của nó thì kết hợp vào thì cũng rất là hay. Thì đây là tên mã là CPD-1006. Nó có mức công suất là liên tục cho trở kháng 4 ohm là sẽ là 620W. Vì vậy là nó hoàn toàn là đáp ứng đủ cho cái đôi loa của chúng ta có thể sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra nó còn được trang bị thêm một số công nghệ như là mạch bảo vệ này, chống bị clipping này, rồi chúng ta có thể chỉnh được to nhỏ cụ thể cho từng kênh, từng bên. Rồi, bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể kết hợp một cái hệ thống âm thanh Pro này để hát? Thì chúng ta cần một cái vang số. Nếu như các bác dùng bàn trộn thì có thể sẽ có được cái chất lượng âm thanh rất là tốt, nhưng mà nó sẽ rất khó đối với gia đình sử dụng. Và nếu mà lỡ mà vặn đi một vài các cái sự mà gọi là bị xê dịch
so với ban đầu của người kỹ sư âm thanh chỉnh thì các bác rất khó để có thể chỉnh lại được. Vì vậy mà Hải Sơn recommend là chúng ta sử dụng một cái vang số chất lượng cao, cụ thể là con AP Audio K9900 Mark II. Cái con này nó là một trong cái vang số có thể gọi là tốt nhất hiện nay để sử dụng cho nhu cầu ca hát phổ thông tại gia đình. Ngoài ra nếu mà sử dụng cho quán hát ấy, thì cái vang số này nó là quá tốt luôn. Chúng ta có thể kết nối máy tính vào đây và chúng ta có thể chỉnh equalizer từ giải gọi là tần số 20Hz cho đến tần số là 20.000Hz. Có thể can thiệp được vào mọi cái tần số. Chính vì vậy mà chúng ta có thể phân chia tần số, cắt tần cho loa chính này, cho loa trầm này và can thiệp vào những cái tần số mà cái phòng của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta có thể can thiệp vào cái tần số mà nó gây hiện tượng rú, rít mic, chúng ta kéo nó xuống, nó sẽ không ảnh hưởng tới những cái tần số ở xung quanh và chúng ta có thể ca hát thoải mái. Thậm chí là có thể đứng cách loa 3m, 2-3m mà ca hát lớn mà không hề bị rít. Thì đấy là cái tính năng rất hay mà cái vang cơ phổ thông nó gần như nó không thể nào làm được. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ micro không dây. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng bộ micro Divon có giá là 12 triệu. Thì cái bộ micro này Hải Sơn đánh giá là nó có cái chất lượng hoàn thiện cho cái bộ hai cái chiếc micro cầm tay này rất là tốt, vì nó hoàn toàn là bằng nhôm màu vàng, rất là đẹp, cầm mát tay và tín hiệu bắt thì rất là ổn định, hát thì nó cũng rất là nhẹ. Các bác hoàn toàn có thể thay thế bằng các cái bộ micro có dây hay không dây mà các bác yêu thích. Thì đây là một trong những cái sự gợi ý của Thiên Hà. Thì cả cái bộ dàn này tổng thể của nó là khoảng 125 triệu, nó kết hợp với nhau rất là tốt. Thì bây giờ xin mời các bác trải nghiệm cùng với cả Thiên Hà Audio cái sự ca hát trên bộ dàn này. Hãy cứ là tình nhân em mong mỏi đợi chờ, để chiều chuông nâng niu và sợ điều tan vỡ. Hãy cứ là tình nhân để tháng ngày hoa mộng, để hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ nhau. Tìm em rồi nhìn em, nhìn em và nắm tay cho hồn em đắm say. Chỉ cần anh nhìn em là tim em ra rời, chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say. Em là chồng, chỉ muốn yêu muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ. Từng là vợ là chồng, giờ nhìn nhau chẳng ngỡ. Hãy cứ là tình nhân để tình ta bay xa. Là tình nhân để mong mỏi đợi chờ, để chiều chuông nâng niu và sợ điều tan vỡ. Hãy cứ là tình nhân để tháng ngày hoa mộng, để hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ nhau. Rồi nhìn em và nắm tay cho hồn em đắm say. Chỉ cần anh nhìn em là tim em ra rời, chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say. Em không thích là vợ, cũng không thích anh là chồng, chỉ muốn
nhau ở trong mơ. Đừng lá vỡ lá trông, rồi nhìn nhau.